Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Tân Thạnh tổ chức lễ phát động trồng cây chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, quyện, cán bộ và nhân dân hai xã Tân Quà và Tân Bình trồng hơn 70 cây xanh tại tuyến đường bờ đông ấp Cà Nhiếp, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh. Được biết, theo kế hoạch, quyện sẽ trồng 750 cây xanh toàn tuyến đường bờ đông ấp Cà Nhiếp dài gần 8 km. Được sự lãnh quan tâm của các cấp lãnh đạo đến trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, nhân dân chúng tôi vô cùng phấn khởi À, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cây xanh cho tốt tươi để tạo vẻ mỹ quan cho tuyến đường xanh sạch đẹp. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân về ý nghĩa của cây xanh đối với môi trường, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh, góp phần giữ gìn và cải thiện môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.